Xin chào tất cả các bạn nha. Giờ thì gia đình mình tiếp tục đi thu hoạch mận nữa bạn ơi. Nói chung là có gì là mình gom đó đó. Ở ngoài vườn mà ngoại có gì là gom đó. Gì găng đây? Gắn. Kìa, con thỏ nó bắt nó vô nướng ăn lắm. Bắt thỏ. Lẹ đi. Thỏ rừng. Nè nè nè, thỏ nè. Thỏ vườn nó vậy đó. Mận trái không bự rồi hả ông ngoại? Mận trái nào cái nấy nhỏ nhỏ không à? Trái nào cái nấy như trái mận à? Em hái. Ui, quá chừng bạn ơi, mận nhà mình có mấy cây có trái hả bạn? Không có nhiều. Mà trái nào nấy nó nhỏ xíu à? Nó nhỏ xíu à? Nó không có bự. Mận trái nào nấy nứt đậu chân. Ừ. Ăn uống gì không? Ngồi ngồi mới nói vô sinh đau mày còn nói đuổi về hết trơn. Không, mận nứt đầu là mận ngon. Ngon nó mới nứt, nó chín nó mới nứt. Nó ngọt. Đúng không? Chín nó mới nứt đầu. Ngoại bá leo luôn à. Đây. Rồi cái này ngon nè bạn ơi, nè. Cái nào nấy của nè. Dạ, cái này ngon nè. Bây giờ là mình thấy á bạn, đa số là trái cây thường thường ta bọc. Nè nè, cho con hình như trái ngon hình như. Nè. Cái này mới ngon nè. Cái này nó chấm nó đen luôn nè. Ngon anh ăn đi. Cái mận nó chín nó đen luôn vậy mà chê. Mẹ cũng cho hình như trái chín mềm luôn. Mận cũng mọc mà chứ sữa cũng mọc nữa. Anh sau lưng anh chùm ngon quá chừng nè. Nó ở trên đây bên đây. Gì vậy mà? Nhúc đầu nhúc kìa. Như chùm ba trái này là xong kìa, ba trái nhúc kìa. Mãi trên cây rồi. Cũng bích trên trần. Mận này là đúng ra hái là được lâu á mấy bạn. Mà tại mẹ mình để lại cho thiệt chín á, ăn cho nó ngon. Nên quá lứa nên nó bị nứt đầu với lại nó bị úng úng đít. Mận để lâu quá nó bị chín. Ôi ba. Ừ. Ờ trái bí xanh. Bụi lá dứa này là phải nói là ông ngoại với anh nó tàn sát khiến nó rụi bụi lá dứa luôn. Biết đám lá dứa này nhiêu tiền chưa? Mấy chục triệu rồi đó. Ông ngoại trồng là ra bây giờ cũng nhiêu chưa? Ghê chưa? Đây nè anh. Anh trái này được chưa? À. Chưa đâu, còn xanh lẻ. Ủa em thấy chín rồi mà. Trời ơi trái nào nó bự rồi nè các bạn ơi. Ở đây còn mẹ. Hết hả? Qua bà bảnh hả? Đây còn có con cây ở đây hả? Làm gì trời? Làm gì? Có gì gom hết hả? Cứng quá không được đâu. Nổi đâu. Không nổi đâu. Chơi luôn hả? Mạnh dữ vậy? Mạnh dữ. Thôi cậy lại cầm lên đi. Đây nè các bạn. Ngon chưa? Đó. Cái nào thấy bành không hả bạn? Mặn này để khóa lứa bởi vì ngon. Trời ơi, trái này nứt gì nè mới ngon à. Nứt gì lại chín ngọt dữ lắm luôn. Mới có 5 trái ký. Ừ. 5 trái, 3 trái ký còn. Đây. Ngon không? Còn nhóc chân trên cây. Tiễn cái bự cho nó ngon. Có không vậy? Có len không? Bụi bệnh kìa, cái bụi bệnh kìa. Bụi này không có cổ. Ừ rồi đất. Này có cái viết gu be lại đào mới được. Quá cứng. Đất gì mà dẻ dữ thằng vậy? Nó anh bươi lên. Ừ. Rồi. Gì? Dây không à. Nằm dưới kìa. Ờ dưới kìa. Ôi thôi.
Hôi dây không à. Thấy vậy chứ cũng có đủ nấu ăn á à. Ngóc chân nữa không? Trời dư nồi luôn á. Trốn đất sét không à. Trời đất sét mà vậy cứ ngắt không bạn ơi. Nè. Mấy củ bự bự đậy. À củ ngóc luôn. Đủ nồi. Rồi vô nấu được nồi. Củ bự. Bạo dữ trời. Bảo đâu bạo. Cũng phải từ luôn. Quá trời bạo rồi. Đào với bạo vậy? Ừ. Bảy không à. Đó. Ôi, mẹ hái được con vỏ này nữa hả? Ê. Ê. Đó, cách ê rồi. Thỏ. Thỏ con. Bắt vô nướng. Thôi bây giờ tôi cho mày lên bếp lửa hồng luôn nha. Nha bo bo bo. Bo bo bo. Giống như là con thỏ vậy. Đi rất là quăng quăng nó cái nè. Ngon quá chừng luôn các bạn ơi. Rồi giờ mình tiếp tục. Khoai. Tiếp tục nhổ khoai. Anh làm quá gì anh. Tranh thủ đây nữa mà hai ba bào lại cũng vậy à. Bào trước hả? Bào trước. Nói đi, nói bà đã đi bà không nghe đâu. Phải thừa nước đục thả câu mới được. Này có bà hai này tới xuống với bà rồi. Dạ chưa? Dạ rồi. Rủi vậy mà. Phải không? Em thấy trái đu đủ ngon quá kìa, hồi anh thấy hả? Đủ ruột vàng. Bột không à? Út Như lấy gỗ hả? Trời có mấy củ đâu? Nó trốn đây nè, từ từ mua ra chứ. Cây nhánh này bẻ hết gì vậy? Nhỏ. Nghe cốp 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 làm gì? Trời trời đâm bằng cái chén đó hả? Trời ơi cái chén nào chớm được ngoài. Ủa trời 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 cái này đâm trên ba nó ăn thiệt hay vậy trời? Anh. Nè. Nè anh. Mẹ lấy cái chén trắng mấy cái chén này. Anh nhìn nè. Ồ chưa. Gì chưa? Đâu, vô đây. Trời. Trời trời gì mà chưa cay. Chưa cay. Cái muối nó chưa có cay bạn ơi. Chưa có ăn sẽ biết cay hay không. Tôi quên bỏ vô đây nữa. À cái bụi củ lùng bên kia kìa các bạn nhìn kìa. Anh dạch ra anh. Bên kia. Bụi đi. Bụi đó như vậy. Ôi ôi củ nào nấy xứng đáng thiệt. Hồi nãy có bụi đó mà giấu. Bà ngoại chứ kỳ quá kêu giấu. Củ lùng mà trồng sao mà cầm cái cùi vũ cái ra cũ không phải đã. Cái đó là người ta trồng cát. Mà củ lùng nó không ngon bằng ơi. Nó thịt nó mềm đó. Củ lùng này mới dẻ nè. Dẻ như cục đất rồi. Bụi nè. Mà củ lùng này mới ngon nè, củ lùng đó không ngon thiệt. Rồi đó nè. Bỏ rút mình luôn rồi. Chứ sao? Nè. Mình không ăn lấy ngon. Nè. Út Như á làm chén muối nha bạn ơi. Giờ thưởng thức cái mặn nè. Mặn này ngon nè, em chín đen chưa nè. Mặn tét đầu. Nè, cái mặn này mới ngon nè, nó nứt luôn. Quá trời bánh khoai nó quá trời ngon như ý luôn trời. Khoai như cũng phải từ á. Nè, làm gì kênh ngồi dưới trời. Nó cứng quá sợ nó văng vô mình nè, thấy ngon chưa? Hỏi bạn nha. Mạnh mẹ vậy không đó con. Thôi chấm bên hông thôi bạn ơi. Đủ ngồi rồi. Cái này nó trồng cát cái này chấm ở bên hồng thôi. Chứ Út Như chơi chát mình quá à. Làm cho anh ba ăn mà cho chị ba ăn vậy đó. Không khoái nha. Cay cay mới ngon. Thôi không khoái mấy người rồi. Cái nó không tát từ từ nhà ấy. Tát từ từ. Ừ. Đúng là cái mặn nước có khác à. Mặn nước ngọt hơn. Ngọt. Ngọt mà chấm thì miếng muối. Mặn mặn. Hết đủ rồi. Ba ăn mặn bọc hay ba ăn mặn trần? Hả? Bọc. Ba ăn mặn. Ôi nãy em hái trái mặn trần em ăn cái đá. Năm nay em mặn bọc năm nay ngọt. Ở trần ngon hơn mảo ha. Trần ngon hơn. Có củ nào đâu mà giặt khí thế. Bò. Làm gì trời? Bảy không? Bảy lùng mà lói. Cốc. Cái gì? Cái cốc thái mà.
Háo cho con với cha. Như nó mang. Thế. Cóc. Đây cây hơn đây coi. Nó rẻ. Thử biết mà. Chấm người ta phải chấm hết chấm cái chén luôn, đó. Chấm chà 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 ngoáy. Ngoáy là quậy vậy. Không có hộp đã thiệt. Mẹ hồi tao no bây giờ nè. Được nước miếng no. Cái bẻ luôn mẹ đi, để làm gì trái bự nữa. Tốt nha mẹ. Vô trong thử nha. Trái. Ừ, chấm đi. Để già chín bỏ uống. Nhắc cái là bỏ. Thiếu thêm miếng ớt nữa. Rồi. À. Không dính luôn. Chén ớt rồi nè mẹ. Ớt biết rồi. Thơm á. Trời ơi, Út Như ơi, cô kìa, cô kìa, cô kìa, cô kìa. Cô kìa. Đi lên. Đồ dính nó nữa luôn hả vậy? Nghe không? Ba. Nó miễn. Đó, người ta đi đó. Em lùng quá. Đây nè bạn. Chú sữa bọc gì nè. Đây, này con trái chín nè Út Như. Trên đó kìa, cao rồi sao hái. Ê, trái chấm bánh chặn kìa. Kìa. Ăn ớt cho dữ. À. Ồ, đã không mà. Tím, chú sữa tím. Đó. Hãy cái ghế lại cho con nha. Ê, nè, chả. Phát hiện rồi nè, chả. Cái gì vậy? Dạ. Sữa tao ba. Còn ngoại nó có mấy trái bự ngon quá trời ngon luôn các bạn. Cái bữa này chưng tết đã luôn á. Được mấy trái nè. Ngoại kỹ quá, ngoại bọc lưới. Đừng cho con gì nó đục. Cái bữa có cái tàn nhỏ xíu ra gì à. Chục bốn trái cũng bự nữa. Không nha. Mẹ ơi hái bữa luôn nha. Mấy trái này mình nghĩ là nó tết đó. Nó già nè. Mẹ lấy hai trái chưng thôi, còn trái cho con ăn. Ăn được rồi đó. Ừ. Ăn được rồi đó. Nữa. Để dành cho cục vàng bạn ơi, mình không được ăn. Không phải. Đợi thở nào bà nói ừ. Để cho ổng á. Bạn lấy cục vàng. Ừ. Bà lấy cục vàng. Ở cục vàng bự này được, đỡ. Thôi má hơi bị lộn mời cục vàng nhỏ. Đây. Cục già. Nghe rõ lại là cục vàng chứ không phải cục già hả? À, bạn trái này chín hơn. Ngon hơn. Anh tát trái sữa ra giùm cái ơi. Anh. Tát trái sữa ra. Ủa. Nứt luôn rồi. Cây gì? Nứt hơi là luôn. À. Sữa bọc ngộ ha. Ủa, dồi xong. Ủa. Bẹo nghỉ. Cái không bọc nó. Không, nó dồi phần tích không hả bạn? Cái phần hộp mình ăn được. À. Cái không bọc nó. Kè Út Như. Cái gì vậy Út Như? Có bự. Cái bự của bà ngoại. Bà ba ăn chảy sữa kìa. Rửa cho em thôi rồi. Bưởi đó là bưởi da xanh. Cháu sữa gì mà ông ngoại ông dục. Cái tờ tờ thì ông mới ngon. Đi ăn đi. Giòn á. Bưởi đó tết chinh không bạn thêm nữa. Ôi mũ không anh ơi. Bảy sữa. Ăn hỏi
cái vàng râu ha. Hả? Ăn hồi cái nguyên cái vàng râu này ha. Không, cái vàng râu này của anh dạng đỡ hơn của gì lão già gì. Bạn già. Đúng rồi. Hàm râu của bạn già dữ lắm. Bữa nay không có bạn. Bắt đi, bắt đi. Chộp. Chộp vô nướng. Hết rồi. Nướng luôn. Không nhìn cái mặt nó nhìn nó làm sao y chang thỏ hả bạn? À, thấy không? Ba. Đi với chạy vậy. Nó con đó là cút như cưng lắm. Bởi vì cút như kêu cái là lạ liền. Đít bự. Em đít bự lùng. Đổi. Để bà ngoại cây mặn đó bà ngoại giấu rồi cũng đi tới. Thiệt tình. Bẻ đi anh. Tới đâu bẻ? Lòng hả? Ừ. Đi vô hổng mẹ với con bé bên đó đó. Lội đi biên giới nào vậy? Cái trái ngoài đây khủng khiếp rồi chứ, đỏ lộn. Sen luôn ha. Ồ, trái sầu riêng này hơn, ôi trái sột. Mặn này hư rồi. Cái đâu ra trái sầu riêng đã vậy? Hả? Hả? Ủa trời. Ăn được. Sầu này ngon, béo. Cái gì? Sao mẹ ăn ngon, sao con ăn béo? Ngọt bạn ơi. Quá chín luôn. Tới chín luôn á. Vậy ăn mấy đã. Mấy trái đó hồi đã hái cái ấy anh. Ở đây có trái bự ngon quá anh ơi. Chưa chín hả? Sao em thấy nó bự vô quá vậy? Đây nãy giờ mình bẻ được 3 vỏ rồi nè mẹ. Ngon chưa? Sao nó còn nứt đầu chưa? Vỏ sách ra. Cái trái đó mà ngoại cầm hết chiếc bự rồi. Cẩn thận. Ngon ghê luôn. Chín. Chín tới, chưa chín luôn. Còn cổ của quá lứa rồi. Cổ hết ngon rồi bạn ơi. Cái nào mà nó tới lứa mới ngon, còn cái này quá lứa hết ngon rồi. Vậy hả? Này dạt rồi. 20 ký đó con. Dạt rồi. Củ lùng này hồi kia Út Như nấu luôn các bạn ơi. Củ lùng này bột chỉ lắm bột luôn á. Chẻ trái bự này thử ăn được không anh? Ngâm nước đi nấu luôn. Rồi trái bự này khỏi chẻ. Sao vậy? Trái bự ăn được đâu. Rồi vậy anh vô anh rửa nấu đi. Chơi luôn, mình nhổ rồi mình chơi mình nấu luôn. Chơi vậy đó. Rồi giờ nấu ăn luôn nha bạn. Đây nè các bạn, mới củ lùng nãy vô Út Như nấu rồi nè. Củ lùn bạn ơi. Củ lùn. À, củ lùn không? Cái củ này mình mắc rồi không? Có củ cao luôn. Ngon ghê không? Lấy len ra Út. Đòi củ cao quá. Bà không ăn giọng bà cho biết. Đây nè các bạn. Củ lùn bạn ơi. Này nói chung mình ngâm nước là dễ lột. Ngon không ngâm cái nó hơi khó lột. Nói bột không nha. À? Không. Uống anh dạy được không? Ngon. Ngon mà. Quên mọi bạn. Ăn có lùm. Cái này mình ngâm nước á, dễ lột. Không ngâm nước cái nó cái da nó bị sát. Nó với lại nó bị nhăn đùm. Nhăn đùm mà nó sát da. Ngon ghê. Cắt làm hai ra. Ngọt ha. Nó ở trong ruột cái nó giòn giòn. Giòn. Giòn giòn mà nó cái này mà củ này ăn ngon nè, nó vừa nè, nó để nó già quá nó cứng chắc nè, nó bột bột đã lắm, nó vừa bột ăn ngon còn già quá bột nhiều quá. Cắt làm hai coi. Cùi có nước trong nè gì đỏ nào. Đã
tảo hoài vậy bưởi. Rồi bạn nhìn nè, to ghê ha. Đi. Bột không à. Đây nó có cái hình cái bông trong đây nè, nè. Đó đó. Nè. Có ngôi sao nè, cái cây lên có ngôi sao đàng hoàng nè. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Cái cây cái thuộc cái cây gì trong phim một hình gì nè. Mời tất cả các bạn nha, nãy đó. Mà bạn của lùn nha. Móc của lùn, nắm tay hơi hình. Cú dễ dột không? Ừ. Nè, à. Nó cú tròn tròn bóng bóng dễ dột. Đúng rồi. Bạn nấu gì xong rồi ngâm nước á, ngâm nước đá dễ lột. Mấy củ gì nữa bạn? Ngâm nước đá cho bông da lên. Dễ lột lắm. Còn mấy bạn á, lựa mấy củ gì nè, khó lột lắm nha. Mà đa số á, nước không? Đa số á là mình thấy á, ở chợ người ta bán á, củ bóng hết à. Đúng rồi, củ dùng cho trồng lấy á. Trồng đất cát. Em thấy ở trên đường Nội Nam Sông Hậu rồi đó. Cút ở dưới mà lại ngã lại tâm luôn. Lại tâm. Đúng rồi. Nó ở tâm Phú Tân rồi á. Rồi chuyên trồng củ lùng. Ừ, nó trồng đất cát. Củ tà bá thì bá không, củ cà ký không á. Mà bóng hới à. Ừ, củ cà ký luôn. Bên này có thêm gỗ mận à. Cái gỗ mận này á. Mận giạt. Nãy úng úng. Trái nào cũng giạt. Giạt lỗ. Đem vô ăn mà, bỏ uổng. Đem nào mận này mới ngon nè. À. Nấu canh chua cũng ngon lắm bạn, ngọt á. Xào mỡ cũng ngon luôn nữa. Ừ. Ăn sống cũng ngon luôn nữa. Mấy cái này chín tới nãy luôn. Chín tới chín luôn nè. Chín tới chín luôn. Mận giạt, mận giạt. Mận giạt, mận giạt. Này con ăn mận giạt nha mẹ. Trái nào cũng giạt. Củ lùn này nó cũng giạt luôn nha mẹ. Nè, nó thúi rồi nè mẹ. Nó hư luôn rồi nè mẹ. Cái gì nó cũng hư cho nghe mẹ. Ngoài ăn không ngoài. Rồi. Đó. À, cái gì? Một đi ra vườn một chút thu hoạch được nhiều đó bạn. Vô cũng làm được bữa trưa. Làm bữa trưa ngon lành. Chén muối ớt. Vô lấy cần câu đi, cần câu cá làm bữa chiều. Im im. Im im im. Hồ câu của bà ngoại là bao ngon luôn á. Vừa giải trí, vừa thư giãn, vừa tùm lum hết trơn á, đủ đã. Đầy đủ tiện nghi. Đầy đủ tiện nghi hả? Cái gì cũng có chân hả? Ăn uống cá mắm dĩa chinh đầy đủ. Ủa? Nói rồi sao chạy chi vậy? Sao bỏ chạy vậy? À, có một buổi trưa giải trí thật là ngon nha bạn. Thôi mình cũng chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn xem clip vui nha. Giờ thì mấy chị em, mấy anh em mình thưởng thức thôi bạn ơi. Ừ, mấy anh em, mấy chị em. Úc Như hơi bị gối địa hình, mà mình nói mình cũng không biết sao nó cũng gối địa hình nha. Rồi chào bạn nha. Hai chị em với anh em ăn anh ba. Ừ thì cân kia bằng anh đúng không? Tại vì chị ba cũng là em của anh ba. Mà em vợ. Ê bậy. Ha ha ha.